kêu ổng nhìn bánh bển cái chết. Cái máy này mang cái vàng này là gọn nè. Dạ. Vừa của nó, còn mấy thằng kia nó bự quá mà cứ tự ngang nó nhỏ. Chào mọi người trở lại với Hiện Máy Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức về nông nghiệp cũng như là cung cấp những cái giải pháp về máy nông nghiệp như là nông cụ phục vụ cho cái ngành nông nghiệp. Bên phải mình là đây là những cái nông cụ gồm dàn cày, dàn sới. Ở nông cụ thì Việt Nam mình cũng đã cung cấp những cái sản phẩm đến từ Ấn Độ hoặc là đến từ một số nước giống như là Thái Lan này, thì ở Việt Nam mình cũng có cung cấp. Khi mà có nhu cầu thì mọi người vẫn có thể liên hệ với chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn và cung cấp cho mọi người. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại trên màn hình hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người. Đây là giấc sáng, khoảng 5 giờ sáng. Chiếc 425 này thì xong làm mã tua máy nó 2.2 giờ. Vùng này nó cái dạng 2.5 trên thì chạy được. Mọi người thấy cái hông bánh đó, nhìn hông bánh trước nè. Nó rộng lắm. Hông bánh sau cũng rộng nữa. 425 của một xe vô xanh. Chiếc này thì cũng mua 565 rồi. Phủ bì thì khi mà mình chạy nước á, thì mình chạy nước, mình chạy tắt tắt nhất hoặc là tắt hai cũng vậy. Cái bánh sau này nó sẽ bị giạt sình ra hai bên á. Cái dàn sới mình nhỏ quá, không có phủ bì được cái lòng bánh, cũng như là không có phủ bì được những cái phần đất nó bị giạt á. Nhìn đất nó xấu lắm, nói chung là nó không có ôm được hết cái phần đất đó. Lên đây gần xíu cho mọi người xem cái dàn 2.5 m. 2.5 m phủ bì, 2.3 m bông của thằng Mahindra. Mahindra là một cái thương hiệu lớn của Ấn Độ. Còn về chi tiết về Mahindra mình sẽ làm một cái video chi tiết sau chia sẻ với mọi người. Hơi tối một tí, xíu dưới quầy thì dạng này thì dạng sổ đôi. Bông là bông mặt bích 2, 4, 6, 8, 10. Nhìn dạng lực lắm, cái dạng này tổng cân nặng của nó sẽ là 570 kg. Như những cái dạng này sẽ phù hợp hơn cho những cái anh mà ở những cái vùng mà ví dụ như Tây Ninh cũng rất là phù hợp với cái này, dùng để sấy khô, hoặc là những cái anh Đức Hòa của Long An á, dành cho những con máy lớn một tí. Đây là cái sọ đó nè, sọ đôi thì mấy cái nói chung là cái bánh răng thì mình sẽ thay đổi được hai cái chế nhông đó để mình cho cái tốc độ của nó sẽ thay đổi theo cái nhu cầu của cái thổ nhưỡng cũng như là cái vùng đất mà mình sử dụng. Với cái thằng 425 của mặt xây này thì cái động cơ của nó sẽ là 3.9 lít, số vòng quay nó 2.2. Còn cái mô hình xoắn là một cái đại lượng và đặc trưng cho cái sức mạnh của máy á, thì đó cũng đã chia sẻ rất là nhiều trong những video trước kia. Thì nó sẽ là của riêng 425 này là 235 Nm. Nếu mà so với những cái dòng máy mà cùng phân khúc ví dụ như 60 mã thì thằng này nó sẽ mạnh hơn mấy thằng kia một tí, mạnh hơn từ 10 đến 15 Nm. Tua máy 2.2. Nói chung những cái con máy mà dung tích lớn thì bê tông nó sẽ lớn, dân nó sẽ dài. Chiếc này thì ngày xưa Tata International phân phối, hiện tại thì cũng ít máy rồi. Đi với dạng này hợp. Thật ra nếu mà mình nhìn chiếc 425 ở ngoài thực tế, mọi người nhìn 425 ở ngoài thực tế thì nó 65 mã, nhưng mô men nó lớn, mà nó đi với cái dạng này thì nó phù hợp, kiểu nó vừa. Khi mà nó đứng chung với cái dàn sới này thì cái dàn sới này nó thành nhỏ luôn á. Máy đang lên để cổng cái dàn sới xuống. Về máy nông nghiệp thì hiện tại mình đang cung cấp một số cái dòng ví dụ như là Zonda nè, Kubota, những con máy mới 100%, những con máy Ấn Độ. Còn mặt xây hiện tại thì mình không có cung cấp máy mới. Dạng sới, nông cụ, dạng cày, mấy cuốn rơm thì có đầy đủ dạng mới cũng như là những cái dạng qua sử dụng.
trong hình ảnh thì nó có thể hơi nhỏ một tí nhưng ngoài thực tế lớn lắm. Anh nào sử dụng gia tơ 217 2160 á thì nó ngang ngang với thằng cái xác ở ngoài, nó ngang ngang với gia tơ 160 hoặc là thằng Ford TT475. Ford New Holland TT475 á, nó ngang ngang với nhau. Đây là con nhận xe mới 100%. Khi mình vô phủ bì 2,5 m mà nhìn nó ra khoảng chừng 2 tấc, dư khoảng 2 tấc bông của nó thì vừa khít luôn. Mỗi bên ôm bánh khoảng 2 tấc, bên này thì có hợp nhông nên nó sẽ lú ra xíu, vừa khít. Bông 2,3 m, vàng thì vàng này 2,5 m. Giao hơi hơi sớm, hiện tại cũng 5:30, 5:30 sáng nên hình ảnh nó cũng không được nét lắm. Thì anh chị nào mà đang xem thì có thể thông cảm. Anh chị cần tư vấn về máy nông nghiệp cũng như là nông cụ thì vẫn có thể liên hệ với bên mình, rồi mình sẽ có anh em hỗ trợ thông qua cái số điện thoại bên dưới. Công ty thì hiện tại giao hàng vận chuyển tận nơi trên toàn quốc. Về máy, kể cả những cái nông cụ như thế này. May quá nặng, mang 288. Đầu để cho nó chặn á. Máy kiểu gì cạch cạch cầu trước cái gì. Xíu mình gắn mấy cái trượt, nó còn mấy cái trượt ngoài nữa. Dư xíu cây cạch đăng. Dạ chào bà. Cái này nhớt là chăm đủ thôi. Nhớt nó có đầy đủ anh. Dạ. Trời, hông này quá lớn. Bên cỡ 2 tấc. Dạ, cắt bớt quá. Băng cái dạng. Của anh tới 9 tấc mấy. Này. Cái nào gạch đằng. Này mình một mình mà thay cái gạch đằng này chắc. Cái khung đó để anh đang cố định cái dàn xới. Mấy cái này nó nữa anh gắn nữa, tháo cái đó mới gắn được. Cây nó cứ nó gắn bên trái bên kia, anh ông tháo cái đó ông sẽ gắn vô được á. Cây chổi đó. Cây chổi là cái chứ là. Bình đen nó là gì ta? Bình đen nó là chìa khóa. Khóa à. Chợt cái sau nó xíu xíu. Cái chợt này bên đây còn phải chợt này bên kia. Nó như vậy. Cái hai cái mình cái hai mình ớt rồi cá 10 dĩa 8 dĩa kia là 6, còn 2 dĩa hai bên là mỗi bên là 3 5 4. Đi chạy phản hồi như thế nào? Alo cho em. Bữa nào ấy em ghé. Coi máy chạy như sao. Nhìn mang dạng này nhìn cũng đảo quá. Không, mình mang cái máy này, mang cái vàng này là gọn nè. Dạ. Vừa của nó, còn mấy thằng kia nó bự quá mà cái tiền ngang nó nhỏ. Dạ. Thôi gì vậy em về. Cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn anh. Em về anh. Cảm ơn anh. Tại Việt Nam, anh chị nào có nhu cầu cần tư vấn thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua cái số điện thoại trên màn hình hoặc có thể đến trực tiếp tại công ty. Chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người tư vấn những cái chiếc máy mà phù hợp nhất với nhu cầu của từng người.